Và chiếc xe thứ hai mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là chiếc Skoda Karoq. Chiếc xe này là một chiếc xe cỡ B nhỏ hơn, có kích thước nhỏ hơn, số lượng ghế ít hơn so với mẫu xe cũng được ra mắt ngày hôm nay, đấy chính là chiếc Kodiaq. Về chiếc xe này thì xin mời các bạn hãy ngắm nghía tổng thể một vòng chiếc xe này trước khi cùng đến với các phần chi tiết. Và chiếc xe này có gì hay, có những điểm gì chưa nghĩ, giá bán tại thị trường Việt Nam là bao nhiêu, thì xin mời các bạn hãy cùng xem hết video này với chúng tôi để tìm hiểu. Phần đầu tiên chúng ta hãy cùng ngắm nhìn thiết kế tổng thể của chiếc Karoq. Về phần thiết kế ngoại thất thì chiếc Karoq này có ngoại thất thiết kế khá là giống với cả chiếc Kodiaq mà lúc nãy mình đã review ở đằng kia. Thì chúng ta cũng vẫn sẽ có cái mặt ca lăng nằm ngang ở phía bên này. Những cái phần nẹp chrome ở phần này sẽ khá là giống. Ở phần đầu xe chúng ta cũng sẽ có đầy đủ tất cả 4 cảm biến ở phía đầu xe. Cụm đèn chiếu sáng ở đây cũng sẽ là cụm đèn chiếu sáng full LED. Tuy nhiên là sẽ là không phải là đèn ma trận. Ở dưới này cũng sẽ có đèn phá sương mù ở dưới này. Đó, chúng ta sẽ có logo ở trên này. Xin mời các bạn tiếp tục tiến sang phần thân xe cùng với tôi. Tiến sang phần thân xe thì ở bên phần thân xe chúng ta sẽ có sở hữu một bộ mâm lốp nhỏ hơn một chút so với cả chiếc Kodiaq ở bên kia. Thông số lốp của chiếc này sẽ là 215/55R17, nghĩa là vành của chiếc xe này sẽ nhỏ hơn so với chiếc Kodiaq. Ở phần thiết kế gương chúng ta sẽ không có đèn chào mừng ở đây, cũng như là không có camera ở phía bên này. Về phần ngang xe thì khi mà các bạn nhìn vào mẫu xe Karoq này thì các bạn sẽ phần nào đấy liên tưởng đến mẫu xe Volkswagen T-Cross, vì cái phần thiết kế của nó trông nó khá là nhỏ nhắn, trông kiểu xinh xinh. Về phần thiết kế và các chỉ số thiết kế của chiếc xe này thì chiều dài tổng thể của chiếc xe này sẽ rơi vào khoảng 4m3, mình sẽ để thông số chi tiết ở dưới. Và trục cơ sở, chiều dài cơ sở của chiếc xe này sẽ rơi vào khoảng tầm 2m6. Đó, các bạn có thể thấy rằng là cái chiếc xe này nó sẽ là một chiếc xe nó sẽ là khá là nhỏ nhắn. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với phần đuôi xe. Đến với phần đuôi xe thì so với chiếc Kodiaq tôi đã giới thiệu thì chiếc xe này nó sẽ không có quá nhiều điểm đặc biệt, nó cũng sẽ khá là giống. Sẽ có dòng tên của hãng Skoda ở đây, sẽ có tên xe ở đây. Và đằng phía đằng sau chúng ta cũng sẽ có đủ 4 cảm biến xung quanh xe ở đây. Phần cốp ở đây thì sẽ không phải là cốp mở điện giống như chiếc Kodiaq mà sẽ là phần cốp mở cơ. Nhưng tuy nhiên là nó sẽ có cái cây ti thủy lực ở đây để giúp các bạn mở cốp nó dễ dàng hơn. Và khi mở cái phần khoang hành lý của chiếc Karoq này thì cá nhân tôi khá là bất ngờ với cả cái độ rộng rãi của chiếc cái khoang hành lý này. Cái khoang hành lý này tôi nghĩ là nó có thể đựng vừa được khoảng 4 đến 5 cái vali to hoặc là rất là nhiều các cái hành lý. Đây, cái khoang hành lý này sẽ cực kỳ là phù hợp cho những cái gia đình nào mà thường xuyên hay đi xa hay là cần chở đồ. Ở phần trên này thì chúng ta cũng sẽ có một cái lớp nỉ ở đây, một phần nỉ cứng để làm lớp ngăn cách giữa khoang hành lý đối với cả khoang hành khách. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là cụm đèn chiếu sáng phía sau của chiếc Karoq cũng sẽ được thiết kế theo dạng full LED giống với chiếc Kodiaq. Khi mà tiến vào khoang nội thất của chiếc Karoq này thì cá nhân tôi thấy nó có cái điểm rất là nhiều điểm giống so với chiếc Kodiaq ở mà tôi vừa giới thiệu cho các bạn ở phía bên kia. Tuy nhiên là nó cũng sẽ thiếu đi một số thứ đấy, ví dụ như là ở phần vô lăng này thì nó giống, tuy nhiên là nó sẽ không có lẫy chuyển số thể thao ở đây. Nhìn xuống phía dưới một chút ở cái ghế này thì chúng ta cũng sẽ không có ghế điều chỉnh điện mà sẽ là ghế điều chỉnh cơ. Đây, tuy nhiên nếu mà tôi muốn điều chỉnh ở đây thì sẽ điều chỉnh độ ngả lưng ghế và tiến lùi ghế cũng sẽ điều chỉnh bằng cơ. Đó, nó sẽ không có ghế điều chỉnh điện. Tiếp theo, nhìn xuống dưới này một chút thì chúng ta cũng sẽ thiếu đi một vài các cái tính năng, ví dụ như là Auto Hold sẽ không có ở đây. Tôi cũng không thấy cái phím điều chỉnh các cái chế độ lái ở đây. Tuy nhiên nó vẫn sẽ giữ được một số điểm, ví dụ như là chúng ta có nút đề nổ Start Stop ở đây. Màn hình giải trí ở đây sẽ là màn hình giải trí 8 inch. Màn hình trung tâm sau vô lăng cũng sẽ là một màn hình trung tâm 8 inch. Phần ghế ngồi ở đây thì chiếc Karoq này sẽ được thiết kế cái ghế cảm giác nó sẽ thể thao hơn một chút so với cả chiếc Kodiaq ở phía bên kia. Và khi mà tiến xuống hàng ghế thứ hai thì lại càng nhiều điều băn khoăn ở chiếc Karoq này đối với bản thân tôi. Đấy chính là khi mà tiến xuống hàng ghế thứ hai thì không gian cảm giác là sẽ hơi hẹp ngang một chút so với cả chiếc Kodiaq ở bên kia. Và có một điểm đấy chính là hàng ghế thứ hai này chúng ta không thể điều chỉnh được cái độ ngả lưng ghế mà chỉ có thể gập lên thôi. Đó. Ngoài ra chúng ta cũng không thể điều khiển được vị trí ở đây. Tuy nhiên các bạn có thể thấy rằng là tôi với một người cao 1m7 thì đang ngồi ở trong khoang này thì phần để đầu còn khoảng một găng tay. Phần đầu gối cách hàng ghế phía trước khá là tốt. Chiếc Kodiaq này nó có một cái thiết kế, đấy chính là cái hàng ghế trước nó hơi vát vào một chút để sẽ tạo được không gian ngồi thoải mái và độ duỗi chân nó khá là thoải mái hơn. Ở phần hàng ghế thứ hai thì cũng sẽ có cửa gió điều hòa.
Tuy nhiên thì cũng giống chiếc Kodiaq sẽ không có cổng kết nối tai A hoặc tai C ở đây mà sẽ có cổng tổng 12V làm địa điểm sạc cho hàng ghế thứ hai. Tuy nhiên ngồi hàng ghế thứ hai thì có một điểm đấy là ngồi hàng ghế thứ hai chúng ta cũng có một cái cửa sổ trời toàn cảnh ở đây, khá là giống với chiếc Kodiaq, nó sẽ tạo ra một không gian ngồi nó thoáng hơn khá nhiều. Chiếc Skoda Karoq tại thị trường Việt Nam sẽ có hai phiên bản và cả hai phiên bản này đều sẽ sử dụng động cơ 1.4 lít TSI Turbo. Và cái thông số chi tiết về cái động cơ này thì tôi sẽ để phía bên phải màn hình để cho các bạn tiện theo dõi. Tuy nhiên tôi sẽ muốn chia sẻ một chút về giá bán của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam. Hai phiên bản lần lượt sẽ có giá bán là 999 triệu đồng và 1 tỷ 089 triệu đồng. Với cái giá bán như thế và những cái trang bị thiếu đi mà tôi vừa chia sẻ với các bạn thì với cá nhân tôi đánh giá rằng chiếc xe này sẽ gặp khó tại thị trường Việt Nam giống như một số người đàn anh của họ như là Volkswagen T-Cross. Và không biết là các bạn có ý kiến đánh giá thế nào về mẫu xe này cũng như giá bán của nó tại thị trường Việt Nam. Các bạn hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận để cùng chúng ta cùng trao đổi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và các bạn hãy nhớ like, subscribe cho kênh YouTube của Ô Tô Fun. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.